Chào chị nhá, chị tên gì, bao nhiêu tuổi nào? Dạ, tên là Trần Thị Hoa. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 47 tuổi. 47 tuổi hả? Chị Hoa bị làm sao đấy? Bị ngày xưa là bị sốt ạ. Sốt? Sốt xong là lên xài, xong là bây giờ nó biến chứng. À, sốt bại liệt, biến chứng à? Rồi chị sống với ai? Dạ, sống một mình ạ. Sống một mình? Ở gần mấy anh chị nhưng mà sống một mình ạ. À, ở gần anh chị sống một mình à? Rồi hàng ngày chị làm gì? Đi bán hàng rong ạ. À, đi bán, chị bán những cái gì nào? Cho sơ coi chị bán những gì? Bỏng, đây bỏng rồi. Tăm mùi bật nửa. Đâu tăm? Bấm móng tay ạ. À, đây, có tí hàng đây hả? Bỏng bao nhiêu tiền một bịch này? Bỏng đấy 10.000. 10.000 một bịch này hả? Nhưng mà người ta chủ yếu là ta mua ủng hộ thôi. À, tăm này, tăm này thì bao nhiêu một tép này? Và 60.000. 60.000 tương đây? À, 10.000 một gáy. 10.000 một tép này. Rồi người ta có mua nhiều không? Người ta thỉnh thoảng ta mới mua thôi, chứ tao quá bán lắm. Một ngày chị bán được mà bao nhiêu tiền? Một ngày thì bán được 20-30 thôi, có đi được xa đâu. 20-30 là cả tiền lời hay là cả tiền vốn? Cả tiền lời. Cả vốn cả lời. Vậy thì làm sao mà mình đủ sống? Dạ, mấy cứ thỉnh thoảng nhà tại chợ là của cha Cương. Cha Cương à. Thì là cho à. À, cho thì mình mấy năm nay rồi? Dạ, cho 3 năm ạ. À, 3 năm nay là cha giúp gạo cho mình đúng không? Dạ. Còn đồ ăn của mình thì và tự túc hả? À. Ngày 20.000 mà cả tiền vốn các thứ thì làm sao mà mình mua được, mình mua được thịt đâu? Có thịt ăn không? Dạ có, nhưng mà thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng. Mình thích ăn thịt gì nhất? thì cứ thỉnh thoảng nên làm ít thịt ăn làm hai bữa. Mua mấy đồng? Mua 15.000 thôi. 15.000 ăn hai bữa. Mà thỉnh thoảng mới ăn hả? Thỉnh thoảng mới ăn. Mình có thích ăn thịt không? Mà ăn rau nhiều hơn. Ăn rau nhiều hơn à. Thế thì từ khi mà chị Hoa bị như thế này thì ba mẹ chị Hoa mất lâu chưa? Mẹ thì bị tai nạn. Xong rồi ạ. Xong ở mấy anh. Bị tai nạn thế. Ở mấy anh cũng là. Nhưng mà thì ở gần thôi. Ở gần thôi hả? Rồi anh chị có giúp đỡ gì mình không? Cứ một mình bán rồi. Ai thương thì giúp rồi. Cơm cho em bong bóng rồi. Bây giờ cái nguyện vọng của chị Hoa là gì? Nguyện vọng cho khỏe mạnh. Khỏe mạnh để làm à? Mỗi ngày làm từ lúc mấy giờ? Hôm thì dậy từ lúc 4 giờ. 4 giờ thì là lao đi luôn. Lao đi thì lấy hàng. Lấy hàng thì năm hôm thì đi thì lại bị hỏng xăm xe. Thế lại phải xăm xe thì lúc đấy lại không có tiền, lại phải vay. Vay người ta hả? Rồi mấy giờ mới về? Trễ nhất là mấy giờ? Trễ thì 12 giờ trưa. Chiều mình có trưa. Bán không? Chiều có bán. Chiều mấy giờ bán? Chiều 2 giờ mới đi bán. Bán tới mấy giờ? Bán tận 5 giờ, nó gần tối thì Nana em phải về sớm. Phải về sớm à? Bán xa không? Cũng rồi bán tận Cho Đỏ, đi lung tung cả. Đi khắp nơi hả? Rồi cứ bật cái loa kẹo kéo cho người ta nghe thấy hả? Thế thì có bao giờ chị thấy buồn không? Không ạ. Buồn, cô đơn. Những lúc đấy thì mình làm sao? Quay mặt vào tường. Úp mặt vào tường hả? Rồi mọi người có đến chia sẻ mình không? Có bạn bè gì không? Dạ không ạ. Cứ sống một mình vậy thôi à? Sống một mình. Thế bây giờ cái ước muốn lớn nhất của chị là gì? Chị muốn mọi người giúp chị cái gì? Thỉnh thoảng cho 10 cân gạo thôi. Thì ước mơ như thế thôi. Ước mơ vậy thôi. Mới cho khỏe mạnh. Thì mình tự làm à? Thỉnh thoảng xin 10 cân gạo thôi à? 10 cân gạo ăn được bao nhiêu ngày? 10 cân gạo thì ăn được 1 tháng. Vậy là 1 tháng mình cũng không có đủ gạo để ăn đúng không? Dạ. Vậy à. Rồi chị có nợ nần ai không? Dạ có. Rồi nợ bao nhiêu tiền? Dạ cũng 4 triệu nần đấy là mua cái này. Mua cái dán nhà đấy hả? Để cho nó ấm đúng không? Em nghe nói là ban ngày mà mùa rét thì lạnh, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng.
Thế bây giờ mình ốp cái giả gặt như này là mất 4 triệu. Bây giờ mình cũng chưa có tiền để trả. Thì tính bao giờ trả người ta? Thì cứ qua Tết thì là có tiền mừng tuổi thì mới trả. Đây là mới ốp thôi. Mới dán vậy hả? Em hôm nay cũng đại diện hội bác gái Francisco đến đây. Vô tình thấy cái trường hợp của chị rất là đặc biệt. Vừa đi đường vừa bán kẹo ké, vừa mở cái loa để kêu gọi mọi người mà cũng không có hàng gì để bán hết, nên là rất là khổ. Chia sẻ với chị những cái khó khăn này thì kính xin quý vị ân nhân của hội bác ái Francisco quan tâm giúp đỡ cho chị Hoa, là một trong số những mảnh đời khuyết tật kém may mắn, và với cái nghị lực là hàng ngày vẫn phải đi đẩy xe đi bán. Ước mong mỗi tháng có được 10 kg gạo của quý vị ân nhân chia sẻ để đủ no. Em thấy là cái bữa cơm của chị thì hôm qua là cũng chỉ luộc rau thôi. Dạ, thì thế thôi. Không thế thôi á, có thèm thịt không? Có thèm thịt à? Bây giờ sơ tặng cho 1 kg giò mới lại mấy cái thịt kia hôm nay ăn nhá. Có thịt, có giò ăn nhá. Mừng không? Kính thưa quý vị ân nhân, thực sự đây là một trong những trường hợp làm cho con thấy được cái nghị lực của một người phụ nữ 47 tuổi rồi, sống một mình trong căn nhà này. Em không biết nói gì. Bây giờ chị cứ nói đi, mọi người giúp chị. Giúp cho dàn lại 4 triệu ạ. Vâng, kính thưa quý ân nhân, đấy là số tiền 4 triệu với chị Hoa là cả một gia tài và một ao ước lớn. Cả đời biết có trả nổi không? Dạ, đúng rồi. Phải không? Dạ. Con xin quý vị giúp con cho chị Hoa số tiền là 4 triệu để chị Hoa trả lại số tiền. Lý do là vừa mới lát miếng nhựa che cho nó khỏi gió, bởi vì mùa đông ở Chí Linh này rất lạnh, nên chị mượn tiền vay mượn. Bây giờ cũng chưa có số tiền trả 4 triệu. Con cũng xin quý vị giúp cho chị Hoa mỗi tháng 10 cân gạo. Dạ. Để cho chị có được ít nhất là bữa cơm no. Còn phần còn lại rau cỏ thì chị hàng ngày chị cố gắng bán được đồng nào hay đồng đấy. Đó là ước mơ của chị Hoa. Phải không ạ? Chị còn ước mơ gì nữa không? Dạ thế ạ. Mới cho sức khỏe ạ. Sức khỏe thì ông trời ông ban cho. Mà ước mơ chỉ đơn giản vậy thôi đúng không chị Hoa?